Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người làm sao để khi chúng ta đi mua một cái sản phẩm nào đó mà làm sao chúng ta chọn được một sản phẩm đúng với cái đồng tiền mà chúng ta bỏ ra. Thì khi đi mua một sản phẩm mọi người, ví dụ như là một cái vang số, hoặc một cái equalizer, hoặc một cái mixer, hoặc là một cặp loa, thì tất cả những cái này nó đều có sai số cả. Thì sai số là gì? Sai số có nghĩa là nó bị nghịch với âm thanh gốc, tức là nó âm thanh gốc của chúng ta đưa ra không còn độ chân thật, không còn khả năng tái tạo được âm thanh thật nữa, thì đó gọi là sai số. Thì thiết bị càng nhiều tiền càng tốt thì khả năng sai số, khả năng tái tạo âm thanh càng tốt từ đó. Còn thiết bị càng ít tiền thì khả năng sai số, khả năng mà tái tạo âm thanh kém hơn. Cho nên là khi mà chúng ta đi mua một thiết bị á, ví dụ bây giờ mình sẽ lấy ví dụ thực tế đi, thì thông thường như bây giờ là gia đình cũng hầu như là phần lớn là cũng có xài là xài vang số. Thì trước mặt mình đây là một chiếc vang số Baramax MX220. Thì lát nữa mình sẽ test cho mọi người thấy được cái độ sai số của nó là như thế nào. Tức là khi mà equalizer của chúng ta á, chúng ta để phẳng mà vẫn đáp ứng được khoảng tầm 60-70%, chúng ta vẫn có thể là hát được, âm thanh ra vẫn tương đối là tốt, thì khi đó là thiết bị của chúng ta ok. Còn khi mà chúng ta mua một cái vang số mà chúng ta phải cắt quá là nhiều đi, equalizer chúng ta kéo lên kéo xuống, chúng ta cắt rất là nhiều, thì khi đó âm thanh mới không bị hú, âm thanh mới hát được, nhưng nó sẽ bị méo tiếng, nó sẽ mất đi âm thanh gốc, mất đi âm thanh thật. Âm thanh gốc là khi chúng ta nói ra như thế nào thì nó phải ra được nguyên như vậy, tức là giảm đi độ méo tiếng. Thì đó là một thiết bị tốt, chip xử lý tốt và chất lượng của một cái thiết bị của chúng ta mua là ok. Mọi người đi mua á, mọi người thấy mấy bạn kỹ thuật viên á, chúng ta nhìn vô cái setting equalizer á mà thấy là cắt rất là nhiều luôn, cắt điên đạo luôn, khi đó mới hết hú á. Thì cái đó là từ thiết bị vang số này, rồi là loa này, rồi là nói chung là một bộ máy của chúng ta đang gặp sự cố và đang bị sai số rất là nhiều, cho nên chúng ta cần phải cắt rất nhiều thì nó mới hết hú. Rồi lát nữa bây giờ mình sẽ vào thực tế để cho mọi người cùng thấy ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào phần equalizer của Micro ha. Đây như mọi người cũng thấy, thì hôm qua mình cũng có cắt sơ qua rồi cho cái Micro kia, cho nên là mọi người thấy cái dài equalizer mình cắt này. Rồi bây giờ mình sẽ là reset ha. Đó, mình để mặc định. Thì đó là đây là cái mà mình muốn nói với mọi người này. Khi mà chúng ta nhìn một bộ equalizer, ví dụ như là cái vang số, cái phần equalizer của trong vang số đi, mà chúng ta thấy nó phẳng như thế này mà chúng ta vẫn có thể hát được mà không bị hú với một mức độ nào đó khoảng tầm 60-70%, thì chứng tỏ khả năng sai số ít, thì chứng tỏ cái mixer, cái vang số của chúng ta mua là ok. Còn nếu như chúng ta mà thấy người ta phải cắt phần chép này, người ta cắt quá trời luôn này, đấy, để chống hú này, rồi là phần bát người ta cắt quá trời luôn để mà chống ù này kia này, đó, thì như vậy mọi người phải chú ý ha. Thì như mọi người thấy, nếu mà cắt như vậy thì âm thanh còn gì là hay nữa, cái sự sống động của âm thanh làm gì còn nữa, đó, nó sẽ cắt ra những cái tần số, đó. Cho nên mọi người làm sao mà thấy hạn, tức là người ta vẫn sẽ phải cắt, nhưng mà hạn chế nhất có thể. Ví dụ như là ở dài 2 ký, người ta cắt một xíu này để cho tiếng nó ấm hơn chốc này. Rồi là người ta ốc vào phần ốc ta, người ta bóp nhỏ lại. Đó, cắt một xíu thôi đấy. Đó, bây giờ mình sẽ cắt một xíu đây thôi ha. Rồi, tại vì cái này cái mixer này mình xài nhiều rồi cho nên mình nhớ thông số rồi. Mình biết chỗ nào cần cắt rồi cho nên mình không cần test. Rồi cái phần chỗ là 3 ký đây mình sẽ cắt đi một xíu. Lát là mình sẽ hát thử cho mọi người nghe và mình sẽ đứng gần loa xem nó có hú hay không. Đó. Rồi cái tần số ở chỗ là 500 Hz mình cắt một xíu cho tiếng nó sâu xuống. Rồi. Rồi cái chỗ phần 300 Hz mình sẽ cắt một xíu nữa để cho nó không, khi chúng ta hát nó không bị ồ,
tiếng bass nó không bị ồ, nó bị nó vẫn nó dày nhưng mà nó vẫn rất là rõ tiếng. Thì khi mà người nhìn thấy cái equalizer mình cắt như vậy thì mọi người thấy nó có nhiều không? Thực chất equalizer của mic mà cắt như vậy thì cũng rất là ít. Đó, thì khả năng sai số, ví dụ chúng ta tính ở trên là dựa vô loa rồi dựa vào khi mà chúng ta đi lắp một nguyên một bộ dàn á, khi mà chúng ta đi mua nguyên một bộ dàn á thì chúng ta xem mình như thế này là biết là khả năng phối ghép của một bộ đó như thế nào. Tức là nó đều, tất cả các thiết bị nó đều ok cả. Độ sai số nó ít cho nên không cần phải cắt nhiều. Đó, rồi phần nhạc. Phần nhạc thì mình sẽ cắt một xíu, chạy tần số từ 100 Hz trở lên này để cho cái tiếng bass nó sâu và nó mềm này. Đó, rồi loa của mình là cái cặp loa Watt của Watt for Dell này thì tiếng chép nó cũng ok rồi cho nên mình không cần nâng nâng chép. Rồi phần main out mình cũng để phẳng luôn. Cắt sơ sơ một chút thôi, theo cái sở thích nghe của mình thôi, còn thực chất để phẳng nó cũng hay rồi. Mình xốp. Đó, mình sẽ thử thực tế nha để mọi người kêu mình là nói xạo ha. Bây giờ mình sẽ vừa mở volume lớn nhỏ rồi mình sẽ thử alo xem là có đúng là mình đang mở phần mềm không ha. 1 2 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Đó, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ cá thử xem nó có bị hú hay không, tiếng nó có ok hay không. Mọi người cùng nghe ha. Đó, thì chúng ta cứ dựa vào đây để khi chúng ta đi mua một sản phẩm nào đó, ví dụ như là mua băng số, mua âm ly hoặc mua equalizer, chúng ta dựa vào đó để chúng ta chọn cho chúng ta một cái thiết bị đúng với đồng tiền mà chúng ta bỏ ra, tránh trường hợp mà bị là sai lệch. Ví dụ như chúng ta bỏ ra 7 triệu nhưng mà chất lượng chỉ đáng là có 3 triệu thôi thì thực chất là nó quá là uổng. Nên là chúng ta có thể dựa vào những cách này để chúng ta chọn cho mình một sản phẩm nó đúng với cái đồng tiền mà chúng ta bỏ ra. Thì mọi người cứ biết cho mình rằng là một thiết bị nào mà sai số ít thì không cần phải chỉnh nhiều. Đó, mọi người cứ nắm sơ qua cho mình như vậy là ok. Như cái bộ này, nếu mình xách một hôm qua hôm kia mình có xách một cái băng số 3 triệu mình cắm thử vào cái bộ Watt for Dell của mình đây. Ô, mình cắt rất là nhiều luôn thì nó mới được, thì chứng tỏ là cái băng số 3 triệu mấy đó chất lượng nó hơi kém. Khả năng sai số nó nhiều cho nên mình cắt rất là nhiều thì khi đó âm thanh mới ok được. Còn khi mình cắm thử qua con Baramax MX220 này thì mình không cần phải cắt nhiều. Cho nên là luôn tiện thì mình với sách ra mình làm clip chia sẻ cho mọi người luôn. Đấy, mọi người thấy phần nhạc của mình này, mình để phẳng luôn. Đó. Mình chỉ là cắt rốt thôi, cho đánh tần số từ 40 Hz trở lên. Hey, 6 7 1 2 6 7. Từng ngày bên nhoi buồn phiền trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ, nhưng như thương một người. Rơi bóng một ngày như trở về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh chớ nên hoang mang loạn nhịp liên hồi, để giờ em sẽ từ chối nên anh mới biết ra tâm tư lòng này là anh đã đi một vòng nào cuộc đời. Mặt xa trái tim vẫn còn một lần trời mây, nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay là người khó em ơi, luôn kính cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện thần tiên, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đây mọi người, mình đứng gần loa mình hát. Còn hôm qua mình test trên cái băng số 4 triệu mấy này, mình cắt rất là nhiều luôn. Khi mình đứng gần loa nó vẫn bị hú. Thế nên là để mọi người thấy được sự khác biệt với tầm tiền nó như thế nào.
ngày mệt nhoài buồn phiền trôi qua. Giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ những yêu thương một người. Rồi mong một ngày như trở về tuổi 20 là khi anh thấy anh mắt ở nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới biết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi một ba con đời, và sao trái tim vẫn còn một mình trời vây. Nhiều đất muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay không để khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Cha trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lắm muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng nói chung là anh đã yên một cơn ba cuộc đời. Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lắm muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho anh nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Mọi người thấy ha, mình mở mic rất là lớn này, mình đứng gần loa. Nhưng mà mọi người đừng có là trị cái đầu mic vào loa, mọi người cứ cầm như thế này thì mình đảm bảo mọi người là ok không hú ha. 6 bì. Còn đừng bao giờ mà trị đầu mic vào loa là ok. Đó thì như mình cùng vừa test qua thì clip này á, chủ yếu mình làm là để mình muốn chia sẻ tới mọi người. Có nghĩa là khi chúng ta đi mua một sản phẩm, chúng ta chọn một sản phẩm thì làm sao mà chúng ta bỏ cái số tiền nó ra mà đúng với chất lượng của sản phẩm đó. Thì đây là cách để mọi người nhận biết được, để mọi người thử. Ví dụ như khi mà chúng ta đi mua sản phẩm đúng không? Chúng ta cứ kêu người ta để nọc man hết, để đứng hết, mà chúng ta nghe vẫn tương đối ok với một mức độ khả năng nào đó khoảng tầm 60-70%. Đó, thì chứng tỏ sản phẩm đó là ok. Còn khi mà mọi người thấy người ta cắt equalizer rất là nhiều luôn, rồi trên mixer á, mấy cái mixer bàn á, người ta vặn này kia rất là nhiều thì âm thanh mới ra hay được, thì chứng tỏ là khả năng sai số của nó rất là nhiều. Đó, và cho nên là chất lượng sản phẩm nó không có tốt. Ok, thì bây giờ mình chào và hẹn gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy ok thì hãy cho mình một like, share và subscribe. Chào mọi người.